Xin chào tất cả các bạn của kênh Chết In Thì Phố. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đường đi vào điểm bánh tráng của Diva Cát Thi. Thì nó có hai hướng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn hướng đi đầu tiên cho các bạn là từ đường Nguyễn Thị Thập nè. Đây là ngã tư Nguyễn Thị Thập giao với Nguyễn Hữu Thọ. Các bạn cứ chạy thẳng xuống, thẳng tới khi nào các bạn gặp thấy cầu Thiên Lam á. Đây là cầu Thiên Lam nha các bạn. Các bạn nhớ là không lên cầu nha. Các bạn đi ở dưới chân cầu nha, đây là gặp cầu rồi. Xíu là sẽ có cái ngã ba, các bạn rẽ phải. Các bạn rẽ phải đi vào đây. Đây là con hẻm 105 Trần Xuân Soạn này nha các bạn. Đây là con hẻm 105 Trần Xuân Soạn mà chỗ mà đi vào các đi bán cái trái trộn. Các bạn quẹo vào con hẻm 105 này, các bạn đi khoảng khoảng chừng vài trăm mét á là sẽ đến điểm bán của đi ba các mi nha các bạn. Gần tới điểm bán của đi ba các thị rồi. Ở đây sẽ là điểm bán bánh tráng trộn của đi ba các thị nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi đường đi vào bánh tráng đi ba các thi đoạn đường thứ hai nha các bạn. Đoạn đường này thì các bạn sẽ đi từ đường Trần Xuân Soạn nè các bạn. Đây là đoạn đường Trần Xuân Soạn, đi từ hướng Trần Xuân Soạn thì các bạn đi một hồi các bạn sẽ gặp một cái con hẻm là hẻm 1005 Trần Xuân Soạn. Đây nè, đoạn này là mình chưa có tới cầu Gạch Ông nha các bạn. Mình chưa có tới cầu Gạch Ông thì mình sẽ gặp một cái con hẻm 1005 bên tay trái nè các bạn. Đây, đây là con hẻm 1005 Trần Xuân Soạn nè các bạn. Các bạn quẹo vào. Các bạn đi thẳng. Con hẻm này nó nhỏ thôi, chỉ có thể đi xe máy nha các bạn. Con hẻm này thì xe hơi đi không được. Nếu như xe hơi mà muốn vào đường của đi ba các thi thì phải đi cái đoạn đường 1 từ bên Nguyễn Thị Thập qua. Rồi, các bạn đi tới đoạn này nè, các bạn sẽ qua cái cầu nhỏ. Cái cầu này thì nó chỉ vừa cho xe máy qua thôi các bạn. Đây là các bạn đi thẳng khoảng 100-200 mét nữa là các bạn sẽ đến điểm bán của bánh tráng của đi ba các thi nha.
Đây, đoạn này mình đi qua thêm một cái cầu nhỏ lên các bạn. Đây, qua đây một xíu nữa là tới rồi nè. Đây, đây là mình tới điểm bán của Diva Cát Thi rồi nè các bạn. Đó, đây là điểm bán của Diva Cát Thi, sẽ bán